Ngày 31 tháng 10, một nguồn tin cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân thị xóm Từ Sơn Bắc Ninh đã chuyển cáo trạng lịch sử Tòa án Nhân dân cung cấp để truy tố Ngô Bá Khá hay còn có biệt danh là Khá Bảnh 1993, xóm Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, cùng đồng phạm trong vụ án tấn công bạc và tổ chức tấn công bạc. Theo dự kiến, vào trung tuần tháng 11 tới đây, vụ án sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm. Tòa án Nhân dân thị xóm Từ Sơn đang hoàn tất các khâu sẵn sàng để ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử cũng như thủ tục tiếp theo. Để phiên tòa diễn ra được nghiêm minh, đảm bảo bình yên trật tự, lực lượng công an sẽ được tăng nhanh nhằm đảm bảo tốt nhất cho công tác bình yên. Cùng với đó, ngoài hội trường xét xử, Tòa án Nhân dân thị xóm Từ Sơn sẽ bố trí thêm hệ thống loa phát thanh ra bên ngoài để người dân có thể tới theo dõi phiên tòa. Cũng theo nguồn tin của phóng viên, Ngô Bá Khá cùng đồng bọn đến thời điểm này đều không có luật sư bào chữa. Trước đó, vào tháng 4 năm 2019, Công an thị xóm Từ Sơn ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Khá Bảnh cùng 4 người khác về hai tội đánh bạc và tổ chức tấn công bạc. Nhóm này gồm Nguyễn Văn Quang 32 tuổi, Nguyễn Hữu Hội 31 tuổi, Ngô Lương Anh 33 tuổi và Trịnh Hữu Quý 27 tuổi, cùng trú tại Bắc Ninh. Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi tấn công bạc và tổ chức tấn công bạc bằng cách thức ghi số lô, số đề của Khá và đồng bọn. Trên mạng xóm hội Facebook, khá nhiều người biết đến với điệu nhảy múa quà, ngoài ra có nhiều clip nói tục, chửi thề, mang dao kiếm. Đầy tính giang hồ, xóm hội đen. Trước khi bị bắt, Khá còn đốt chiếc xe máy được cho là của mình rồi đăng tải clip lên mạng xóm hội. Dù liên tiếp có các hành vi lệch chuẩn, nhưng điều quái gở là Khá lại được rất nhiều giới trẻ tung hô, thậm chí là hâm mộ. Khá từng chiếm hữu một kênh YouTube với hơn 1,8 triệu người đăng ký, trang Facebook cá nhân với hơn 600.000 người theo dõi. Các nội dung clip mà Khá đăng tải quay quanh cuộc sống của giới giang hồ, mỗi clip luôn có hàng trăm ngàn đến cả triệu lượt xem.